kìa anh. Mình đi ăn chó sao lại chửi chủ quán chó? Không chửi chủ thì nó chó ngon mà ăn. Thôi anh ơi, thôi bây giờ này, thôi. Mình thống nhất là mình ăn chó chứ mình không chửi chủ nữa. Để chú biết nhé. Ê cô. Dạ, có đây ạ. Cho hai đứa chó một lớp. À, ê cô, cho anh lên một cái xe ra đây. Có luôn ạ. Em ơi, một xe ăn thêm, hai chó mới vào bàn này em ơi. Ơ, ê cô. Mày được đấy. Chẩn đoán bệnh nhân có bầu. Báo đây, báo đây, báo mới vừa đưa tin. À, báo, báo bao tiền tờ? Dạ, 10.000 bố ạ. Mày đừng có bịp bố mày nhá. Ngày nào bố đọc báo nhá. 5.000, bán không? À, thì... À, thì 5.000 cũng bán ạ. À, tiền đây. Dạ, con xin ạ. Dạ đây ạ, báo của bố đây ạ. Dạ. Ơ, này. Làm ăn gì kiểu gì đấy? Thế bố bảo mua một tờ thì con chả bán một tờ đấy con gì nữa. Như thế này mà gọi là một tờ à? Thế con hỏi bố, theo bố như thế nào là một tờ? Một tờ thì phải mở ra đóng vào được chứ. Thì đây đơn giản. Đây, bố gặp vào đúng không? Mở ra. Thế đây chả là một tờ à? Con nói thế có đúng không mẹ trẻ? Đúng. Thế đây là mấy tờ? Một tờ. Thế còn gì nữa? Này này, mày bán cho tao tờ này, còn tờ kia mày bán cho thằng chó nào mua. Ừ thôi, con đầy khách. Khách nào? Khách con đầy những cái thằng đã ngu lại còn hay mặc cả. Này này này, nó nói thế là như nào nhỉ? Nó bảo bác đã ngu còn thích mặc cả. Thế à? Thank you so much. Ok. Mời ngài ngồi ạ. Thank you. Dạ, thưa ngài, ngài muốn cái gì để chúng tôi phục vụ ạ? Muốn gì? Tôi muốn có một ngôi nhà thật to, rất nhiều tiền và có một cô vợ xinh. Dạ không, ý của tôi bảo là ngài khao khát cái gì cơ ạ? Khao khát đi. Tôi khao khát có một tòa lâu đài và tôi trở thành một tỷ phú đô la. Có rất nhiều cô về làm vợ. Khổ quá, ngài hiểu ý sai với tôi rồi ạ. Ý của tôi nói là ngài thích cái gì cơ ạ? Thích à? Vâng. Tôi thích có một cậu con trai. À, riêng mặt con gái cũng được không? Miễn sao chú nó khỏe mạnh và thông minh là ok. Khổ quá. Ý của tôi nói là ngài muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì để nhà hàng chúng tôi còn phục vụ. Nó nói toạc ngay từ đầu. Và gì? Thích gì, muốn gì, ước ao khát khao cái gì? Mày có gì? Tôi chẳng có cái gì cả. Tôi không nhiều tiền như ngài, nên ngày nào tôi cũng phải ở đây để bưng bê, phục vụ. Thế thôi. Thế là mày hiểu sai ý tao rồi. Là tao hỏi nhà mày có cái gì để đút vào bụng tao đây này. Thế thì ngài phải nói luôn từ đầu là có cái gì ăn, có cái gì uống để nhà hàng chúng tôi còn phục vụ. Ngài phải nói rõ ấy. Nói tóm lại ấy, là nhà mày có cái gì thì mặc tất ra đây. À, vâng. Và vâng. Quan Huy Sả. Dạ, mời ngài ạ. Chúc ngài ngon miệng. Cái gì thế này? Dạ, tất hay còn được gọi là vớ. Hả? Báo đây, báo đây, báo đây, báo đây. Báo mới đưa tin, toàn tin giật gân, toàn tin giật gân. Có thằng áo đỏ vòng vàng ít cơ, ngồi hút thuốc lào, sốc thuốc, chết đi. Toàn tin giật gân anh ạ. Toàn tin giật gân thôi. Bắn nè. Báo. À, dạ. Hôm nay mà đố mày lừa được bố mày đấy. Con có lừa gì đâu ạ. Bao tiền tờ? Dạ, 20.000 ạ. Này này này, hôm qua mày bán 10.000, hôm nay mày bán 20.000. Mày định lừa bố mày à? Mà khổ quá thì hôm nay báo con toàn tin giật gân. Mà bố không mua thì thôi. Chỗ này của con là có khách đặt hàng hết rồi. Nha, thôi chào bố. Bán cho ông tờ. Dạ đây ạ, 20.000. Cương cá. Dạ. Cho vay 10.000. Cả hôm qua nữa là 20.000 đấy nhé. Ồ. Dạ đây.
thấy mày gấp ra mở vào được. Vâng. Con xin ạ. Con xin thật cơ này bố ạ. Mẹ trẻ cho con xin cốc trà đá. Giá nào cho tăng trưởng đột phá, nhân rộng mô hình trường học xanh, ôi ơi nóng quá, không thả chó dại ra đường, đưa nước vào nội đồng. Nè, làm gì có tin nào giật không? Mày đi lừa bố mày à? Khổ quá nhỉ. Bố lấy tay con mượn cái. Mày làm gì đấy? Giật gân. Nhà rồi giật gân. Thế bây giờ con hỏi bố nhá. Bố đưa tay đây. Ui, ông này không có ven, chứng tỏ không nghiện. Thế bây giờ con hỏi bố nhá. Cái chỗ mà để nối từ chỗ này xuống cái chỗ này, để bố gập tay ra gập tay vào, nó gọi là cái gì? Là gân. Thế giật giật giật. Thế là cái gì? Giật gân. Thế là giật gân nữa còn gì nữa. Nó nói thế là thế nào nhỉ? Nó bảo bác thích giật gân thì nó giật gân đấy, gì nữa. Thế à? Nghe bài Besame mút môi chua để anh hát cho em nghe nhé. Besame, besame mút 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 mút. Bố hai được bê đây. Trời đang chết ga ngày mưa đâu mà mưa. Có chạy ra để ông tưới cây không? Ủa Nêu, mới rách cả tóc người ta rồi Nêu. Đây là BDA à? Biết từ đầu rồi còn hỏi. Anh ơi, anh mút môi ơi. Thì không mút môi nữa à? Anh mút môi. Để em mút đây anh ơi. Anh mút môi đây ơi. Anh ơi, mút đi anh ơi. Anh ơi, mút đây anh ơi. We'll be right back.
ngoan tí anh cho quà nhá. Còn bây giờ anh bảo chịu anh một tí đi, tí đi cho quà. Ôi giời. Tôi hết lên mình ở đây ông ta đi. Hết á? Hết đi. Cửa chốt then cài rồi, em hết thoải mái. Ngoan, tí anh cho quà to cực. Còn bây giờ anh chơi trò này nhá. Hay lắm. Ai lắm. Cũng dạy con người ta đâu mà. Đúng rồi, chọc kiểu tôi rồi. Im ồn. Mày dám tát ông. Mày có tin tao đập cái chày này vỡ đầu mày không? Hả? Tôi xin ông, ông tha mạng cho tôi. Bây giờ ông muốn gì cũng được. Đứng lên. Mày biết thừa là ông muốn gì đúng không? Bây giờ đi lên trên phòng, mở cửa phòng, nằm lên giường, nhanh. Vâng ạ. Đi. Nhưng mà chị tôi khóa cửa phòng rồi. Đây, khóa đây. Đi nhanh. Con thằng con, mày cấm nói, cấm khai, cấm kể ra cái chuyện. Mày mà khai, tao được vỡ sọ biết chứ. Bác ơi, cứu cháu với bác ơi. Muốn cứu thì phải mở cửa ra. Thế có việc gì mà hét toáng lên thế? Bác ơi, có người định cướp, giết hiếp cháu bác ạ. Thế nó đã hiếp được chưa? Sắp bác ạ. Úi giời, thế mà hét ông nghĩ lên. Thế cái thằng cướp giết hiếp đâu? Để tao cắt cái hiếp của nó. Nó ở trong nhà tắm ấy ạ. Thế cái thằng cướp giết hiếp đâu? Ra đây tao cắt cái hiếp cho mày. Nhưng mà bác ơi. Gì đấy? Có vũ khí ấy. Thế à? Thế nó có súng hay là có kiếm? Có cái chày đá cua. Úi trời, cái chày đá cua không thể chết. Sao thằng nào? Ôi, thằng nào đòi cắt cúp cái gì của tao? Dạ ông chủ. Con này. Thế mà mày hô có đứa cướp giết hiếp mày. Điều. Thằng béo. Dạ. Đây là tiền làm vườn của mày nhá. Mày đi ra ngoài vườn tỉa tót cây cối cho nó tử tế vào. Con này mày điêu lắm cơ. Vừa vào nhà ta vừa ăn cướp vừa la làng. À đấy, mày chứng kiến cho tao nhá. Dạ. Theo mày thì đứa nào hiếp đứa nào? Cái này hiếp cái này. Thế là có lý. Mày ăn mặc hớ hênh như thế. Ta mà có chủ trương hiếp ý thì đã hiếp xong lâu rồi. Mà mày là ai nhỉ? Cháu là Mỹ, em của chị Nga. Chị Nga mà cháu sang đây trong nhà mà. Mỹ? Mày đi du học ở nước ngoài cơ mà. Cháu được nghỉ hè. Nhưng mà cái Lão lúc nãy là ai đấy? Thì Lão Đức, bồ của chị Nga. Chị mày mà mày không biết à? Bồ của chị cháu á? Ừ. Sao chị cháu có cái lệ bồ khốn nạn như thế nhỉ? Không có tư cách gì cả. Ừ, chị em mày ngon như thế. Miếng ngọt. Ai mà muốn đánh chứ cúp. Báo đây, báo đây. Báo đây, báo đây. Báo cô, báo cậu, báo cáo, báo trồn. Cổ báo cáo trồn, báo đây, báo đây. Ê, báo đây, báo đây. Làm tờ báo động đông trọng này. Thôi thôi đi chỗ khác đi. Báo mày toàn báo vỡ báo bẩn. Toàn tin vịt, gì có cái tin gì. Đọc mỏi cái mắt. Làng mình đang có người nổi tiếng lên báo đây này. Làng mình thì làm gì có ai nổi tiếng. Gươm lại mấy cái ông bán đất văn cát xong đi. Có tiền đi cờ bạc công an bắt chứ gì. Không. Tin tươi mát bằng hoàng. Ui dồi, hiếp dâm à? Hiếp dâm. Ủa thế à? Thế đứa nào hiếp đứa nào? Ông Đức, chồng hờ của cô Nga con ông Pháp ấy. Hiếp dâm cô Mỹ, em gái cô Nga con ông Pháp. Ui dồi, thế à? Thế mày bán tham ta? Đây ạ. Ở trang nhất luôn ấy. Ôi giời, lần sau mày bảo nhà báo người ta in cái chữ to một cái. Mắt tao nó kém chả đọc cái kia. Thôi cho mày đọc cho tao cái bài hiếp dâm này. Đây. Đọc đi cho nó nóng. Đây. Tin tươi mát. Đức hiếp dâm Mỹ bị Nhật bắt quả tang. Vào hồi 11:20 cùng ngày 20 tháng 02 năm 2019. Bố cái thằng Đức thì sao nó không để đến sang năm là năm 2020 để nó hiếp dâm cho tròn cả giờ, cả ngày, cả tháng, cả năm nhỉ? Đọc tiếp đi. Tiếp nhá. Cô Mỹ, con của ông Pháp, vừa đi du học ở Hoa Kỳ về. Có đến nhà cô Nga, chị gái của mình để trông nhà hộ. Khi cô Mỹ đang nằm ngủ ở phòng khách. Với dáng ngủ hớ hênh hở hang
Thì đột nhiên bị anh Đức, tức chồng hờ của cô Nga, lao vào để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ừ. Hiện tại cô Mỹ và ông Pháp đã trình đơn lên cơ quan chức năng để kiện anh Đức về tội hiếp dâm. Ờ, tiếp đi. Hết rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Ủa thế đáng hay đấy, hết. Mẹ, bố cái thằng con nhà Đức ấy nó khôn thật đấy. Nó hiếp dâm chán con chị, bây giờ nó chuyển nó hiếp con em. Đấy. Số đang gây hưởng ấy. Ê, mà thôi, bố cho con xin 10.000 để con đi bán tiếp. Cả cái tờ báo có mua cái tin này nhất, mày kể rồi còn mua bán gì nữa. Ok ông này. Bác Nhật đây rồi, mày quá. Bác Nga đây hả? Bác, cho em nhờ tí việc. Ôi, không nhá, không có nhờ cái việc tế nhị tôi không giúp đâu. Không, em nhờ bác việc khác. Này, không nhá, tôi không cho cô xem bụng đâu. Không phải, bác xuống đây, em nhờ bác tí, em hỏi bác. Bác, hôm qua bác chứng kiến toàn bộ cái vụ ở nhà em, nói như nào hả bác? May cho cô nhá, không có tôi ấy, nhà cô xảy ra hai án mạng. Ôi dồi ôi, sao lại án mạng á? Tôi giết một đứa, thằng chồng hờ cô giết một đứa. Không không, ý em hỏi là thằng chồng hờ của em nó đã hiếp được con Mỹ chưa? Bố ai mà biết được, cửa đóng như bưng. Ừ, mà này nhá, không biết là con Mỹ nhà cô sướng hay là nó sợ, nó hét toáng lên. Thế tôi vào tôi bấm chuông. Không, nhưng mà nói tóm lại là chúng nó đã hiếp được nhau chưa? Ôi giời, thì tôi vào thì chúng nó đã mặc hết quần áo vào. Thì bố ai mà biết được đứa nào hiếp đứa nào. Mà may nhá, tôi còn tỉnh táo. Chứ không là tôi cắt phén cái của hiếp dâm của thằng chồng hờ cô ấy thì cô mất nhờ. Ui dồi, hỏi bác em thà hỏi cái đầu gối còn hơn. Ôi dồi ôi, vợ yêu, nhớ vợ chết đi được. Sang đây ngồi đi anh. Nhà cửa rộng rãi đàng hoàng, không ở nhà mà nói chuyện, lôi nhau ra quán cà phê rồi. Thích lãng mạn đúng không? Anh hiểu ý cho nên là anh gọi trước cho vợ một ly cam mắt này. Uống. À đây, vợ chồng mình uống nhanh rồi kiếm khách sạn 5-7 sao mình ngồi tâm sự cho nó kỹ. Dạ. Bây giờ mà anh vẫn còn cợt nhả với tôi như thế à? Bố tôi đang làm âm lên ở nhà cái kìa. Ông bà sẽ kiện anh tới cùng đấy. Giời, đúng là cụ nhà giả khó tính. Cái chuyện anh yêu em thì có cái gì là sai trái đâu mà kiện với cao. Anh yêu em. Anh yêu em mà anh hành xử như thế ạ? À? Anh xử như nào nhỉ? Anh yêu tôi mà anh lại hành xử như thế với em gái tôi ạ? À? À, ôi trời. Thì anh đã bảo rồi. Cái chuyện mà anh rể yêu thương em vợ thì nó là điều rất bình thường. Không có gì là quá đáng cả. Đúng không? Mà các cụ đã dạy rồi. Mía ngon là mình phải chơi cả cụ, quả ngọt là mình phải đánh cả chùm. Bây giờ thì tôi hiểu anh là thằng đàn ông như thế nào rồi. Anh một thằng đàn ông lãng mạn, một thằng đàn ông lịch sự, một thằng đàn ông hào hoa phong nhã, có gì đâu. Mà cũng tại em. Tại tôi. Tại vợ đấy. Vợ mấy tháng đây này, ngày nào cũng cho anh uống cái Estromen. Mà uống cái Estromen vào thì em biết rồi đấy. Cái thằng đàn ông trong anh nó thăng hoa. Cái thằng đàn ông trong anh nó trỗi dậy. Cái thằng đàn ông trong anh nó bản năng. Mà Mỹ nhà mình thì Mỹ nhiều quá chứ. Đúng là đi Mỹ về có khác. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hai hộp Estromen mấy hôm trước tôi mua cho anh đâu? Tại vì vợ để đâu nó vẫn ở đấy. Ở ngoài xe. Đưa chìa khóa xe đây. Mày. Thế xong rồi hai vợ chồng mình đi khách sạn 5 sao nhé. Từ bây giờ tôi sẽ kìm hãm sự sung sướng của anh lại. Này vợ ơi, thế bây giờ mình đi khách sạn nào nhỉ? Anh đừng có mơ. Từ bây giờ tôi sẽ kìm hãm sự sung sướng của anh lại. Mà bố tôi nói rồi đấy, sẽ kiện anh tới cùng đấy. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ở đây. Đúng là đàn bà.
tham vỏ bỏ ruột. Kỳ diệu mùa xuân thật tuyệt vời, con đường thiên lý trải muôn nơi, thiên thanh luôn soi sáng, tâm nguyện lòng dân mãi rạng ngời. Độc lập tự do luôn soi sáng, tâm nguyện lòng dân mãi rạng ngời. Độc lập tự do lòng phấn khởi, hòa bình hạnh phúc đã vui tươi. Chú ơi, cho cốc trà đá đây. Chú đừng đi đón con nha. Biết rồi con hỏi. Anh gửi chú nước này. Bây giờ, ui giời, làng này bây giờ là sớm nhất chú ấy á. Ui trời, nổi như cột, được lên cả báo nữa. Này, thế anh hỏi chú này. Thế cái chuyện mà chú hiếp dâm cái cô Mỹ mà này, Cái mồm. Nói lên tha lên thuyền cái gì đấy, hả? Ui tha thuyền gì, anh vừa đọc báo thấy chú xong đây này. Báo cái gì báo? Báo gì? Khổ quá thì anh đọc báo thì thấy chú, người ta đăng là chú hiếp dâm đấy còn gì nữa. Hà lên thuyền. Đây, anh bảo này, anh hỏi thật nhá. Việt Kiều ấy là gái Việt Kiều nó có khác cái ta tí nào? Hình như gái Việt Kiều nó có tí lai Tây phải không? Này, tôi có biết mà ông hỏi, ông buồn cười thật đấy. Ý báo chí người ta đăng ở mỏng đấy, biết đâu đấy. Này, báo cái gì hả? Ông cứ đi tuyên truyền như thế là chết tôi đấy. Chuyện nó là như thế này. Như nào? Hôm đấy là tôi đi làm. Ừ. Thế là tôi lại quên cái điện thoại ở nhà. Ừ. Thế là tôi chạy về nhà tôi lấy. Thế về đến nhà thì tình cờ tôi lại nhìn thấy cái cô Mỹ. Ừ. Cô Mỹ mà em vợ tôi ấy. Thì cô đang nằm ngủ ở trên ghế salon nhà tôi. Ừ. Thế thì tôi nhìn cái dáng ngủ cô nó ngộ quá. Cái dáng cô như nào mà ngộ? Cái dáng mà kiểu như là ếch ngồi đáy giếng tức là dáng ếch ngồi đáy giếng, tức là nằm chôm hổm thế này. Dáng nghe đẹp quá. Thế thì tôi thấy nó hay quá, thế là tôi mới lấy cái điện thoại ra. Ồ. Tôi định chụp ảnh. Ừ. Thế là sơ ý thế nào tôi lại vấp ngã. Ừ. Mà tôi lại vấp ngã vào đúng cái mông của cô ấy. Ừ. Thế là cô giật mình, cô tỉnh dậy, cô lại chuyển người, thế là tôi lại vấp vào cái. Tôi hiểu rồi, tức là như này, tức là chú trượt chân chú ngã, thế là chú úp mặt vào mông cô ấy. Thế là vô tình là cô ngửa lại thì chú lại úp mặt vào chỗ ấy của cô ấy, đúng không? Đấy, biết đấy, nó là như thế. Ui, thế xong rồi tôi lại đi làm luôn, tôi có vấn đề gì đâu. Có thế thôi mà cái ông Pháp ông bảo là thằng Đức là nó hiếp dâm thành công con Mỹ rồi. Bỏ ngay cái từ hiếp dâm đi nhá. Tôi kể tường tận với ông rồi nhá. Sau này nếu mà ông có đi tuyên truyền thì ông tuyên truyền cho nó chuẩn bằng cái nhá. Tôi không ngồi đây nữa. Ngồi đây với ông liên thuyền thì rách hết cả việc. Từ giờ tôi không ngồi cái quán này nữa nhá. Kìa chú Đức ơi, kể tiếp cái chuyện đang hay. Chú Trọng cho xin mời cốc nước. Vâng, mời các bác vào uống nước. Vâng. Mời các bác uống nước ạ. Thế bác Pháp với cả cô Nga với cả bác Nhật đi đâu mà mặt mũi căng thẳng thế ạ? Đi ra tòa chứ đi đâu. Thế gia đình bác là kiện tụng nhau với ai mà phải ra tòa? Biết chỉ cần hỏi. Chắc là bác lại kiện chú Đức, chồng hờ cô Nga ra tòa chứ gì? Ông quyết mà muốn chốt thằng này đi tù. Ừ. Bác Pháp ạ, theo em là thế này. Em nghiên cứu không còn sót một bài báo nào của chú Đức với cả cô Mỹ cả. Chú Đức cũng có kể với em là chú chỉ có úp mặt ở mông cô Mỹ thôi thì không thể gọi là hiếp dâm được. Dù sao thì chú Đức ấy thì cũng là chồng hờ cô Nga, thì chồng hờ thì cũng là người trong nhà, mà đang là người trong nhà với nhau thì kiện tụng nhau ra tòa làm cái gì. Này bác Phan ơi, chú Trọng chú nói đúng đấy. Mặt úp vào mông không phải là tội hiếp dâm, mà cùng lắm đấy phạt 200k là cùng. Tao tức ấy là hành vi của nó. Nó coi thường nhà tao. Nhà tao thiếu gì tiền mà nó dụ dỗ con Mỹ, nó bảo cho con Mỹ quà to. Nó coi con Mỹ nhà tao gánh ngành à? Thôi thôi bố ơi, dù gì anh Đức anh cũng là chồng hờ của con. Bố cứ vạch áo cho người xem lưng như thế. Con Gà mày, từ bây giờ là tao chấm dứt mối quan hệ của mày với thằng Đức. Và lần này tao quyết tâm phải cho nó đi tù. Bác vẫn quyết tâm cho thằng Đức đi tù chứ? Quyết tâm luôn. Em có cách. Cách gì mày nói? Bây giờ bảo con Mỹ về, cho con Mỹ nằm hở hang, hớ hênh, hở hững như ông nói, dụ Đức đến cho nó hiếp thật. Thế là có bằng chứng
bắt được nó đi tù. Mày bị điên à? Thế thì nói là cái gì?